Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình wallet để có cơ hội mua IDO của dự án Hyseed.market các bạn. Đây là một dự án khá là lớn mạnh luôn các bạn. Thì ở chương trình airdrop này nó chỉ có 1000 winner may mắn và mỗi một winner mua tối thiểu được 100 USDT nha các bạn. Thì các bạn may mắn nào mà trúng được cái kèo IDO này thì mình khẳng định cho các bạn ít từ 50 nhân lên. Thì mình cũng đã check qua thông tin của dự án này các bạn. Thì trên tờ Twitter này nó này các kiểu. Thì nó dự án Hyseed này và dự án Bokatata Game đang airdrop các bạn. Rồi thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở cái link phong gần các bạn. Full name thì các bạn hỏi tên mình, email các bạn điền email mình vào bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với pin bi xa máy xem bếp mưu dung chức của đất các bạn vào. Dự án này khá là ngon luôn các bạn. Các bạn dán vô đây nha các bạn. Sau đó tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng vào setting. Các bạn copy username Telegram này giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản của nó nha các bạn. Bấm vào continue. Rồi sau đó thì các bạn chỉ làm nhiệm vụ thôi các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì watch your name IDO 4. Câu hỏi là nó hỏi là dự án nào đang tên của dự án IDO 4 là gì, thì các bạn copy cái dòng chữ Hyseed.market này các bạn. Copy được thì bạn copy chỗ này nha các bạn. Hyseed.http. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm continue. Rồi sau đó follow Twitter nha các bạn. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nè bạn, thì dự án này hiện tại có cộng đồng của nó khá là mạnh nha các bạn, 67.000 lượt follow. Rồi bấm continue, tiếp tục follow tweet với hashtag nè, bấm vào tweet nè, nó dán sẵn hashtag cho mình luôn. Rồi các bạn tweet các bạn bắt up lên nè, sau đó các bạn bấm vào access nè, tweet nè, tiếp tục các bạn retweet cái nữa nè, các bạn like nha các bạn. Like nè, tweet lên nè. Nào ta, bài nào đó ta. Để mình làm lại các bạn. Bài này nè. Like, tweet lên nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Các bạn cũng bấm vào continue luôn. Tiếp tục các bạn join vào kênh group nè. Dự án này mình thấy làm thì làm chơi thôi các bạn. Cơ hội chiến thắng thì khá là thấp luôn nha các bạn. Rồi các bạn xôn xao các bạn. Một khi bạn nào trúng IDO với cái này thì sẽ thấy được giá trị của nó. Hãy random gì gánh gỗ thì làm chơi đỡ buồn. Rồi tiếp tục các bạn nhấp vào đây, các bạn lấy ghép chia sẻ trong bè những thằng đứa chúng tôi cần các bạn. Rồi các bạn xôn xao kênh IDO của nó luôn đi các bạn. Rồi các bạn xôn xao các bạn. Sao nó ra nhiều bụng mập nhập nữa ta. Rồi tiếp tục các bạn vào đây các bạn FOMO dự án wallet luôn nha các bạn. Đây thì các bạn vô tay đi các bạn. Rồi bấm follow luôn nha các bạn. Sao không được ta. Rồi, các bạn vô tay và các bạn follow luôn nha bạn. Sau đó các bạn bấm vào continue nè. Tiếp tục visit qua website hay cheat của nó nè. Đâu, dự án này cũng khá là ngon nè bạn. Đối tác của nó nè các bạn. Phàng gài bằng bước qua nè các bạn. Đối tác của nó nhóc chưa các bạn. Bitcoin có Huobi Gobank nè các bạn. Thì sàn Huobi Gobank thì các bạn biết rồi, khá là cũng lớn nha các bạn. Rồi sau đó thì bấm vào đây, join vào kênh này group update của nó nè bạn, để sau này nó có thông tin như update đây nha các bạn.
Đấy, càng nhiệm vụ thì mình càng kiếm nhiều điểm, không có gì chơi các bạn. Defer đâu rồi rồi. Tiếp tục thì các bạn Ambot Valency Rewish. Làm những nhiệm vụ gì vậy trước đi các bạn ơi. Follow tại Twitter tiếp tục nè. Giờ bấm continue nè. Rồi, các bạn mở đắp lên nha các bạn. Giờ bấm continue nha các bạn. Tiếp tục nhấp vào một này hay cheat ambot nè các bạn. Để coi yêu cầu mình gì các bạn. Cái bức ảnh này là các bạn tạo hình ảnh meme có tên hay cheat nha các bạn. Tạo tương tự bức ảnh meme này nè. Tiếp tục thì các bạn đi quýt mấy cái nữa đi. Từ từ mình hướng dẫn các bạn tiếp nha các bạn. Tiếp tục quýt lên. Rồi bấm continue tiếp tục. Xin lỗi mục đã fail đã kết thúc xác thực mã của bạn. Rồi xin lỗi mục nhập fail kết thúc thì nhiệm vụ này các bạn bỏ nha bạn. Nó kết thúc rồi mình đâu làm được đâu. Rồi các bạn tạo em nè thì bạn nhập vô đây nè, bấm tải lên trên tờ Twitter của nó nè các bạn. Ồ dự án này là đối tác của MapMeter nữa ta. Rồi bạn bấm tiếp tục để chọn một trong hai bức ảnh thôi nha các bạn. Rồi nhiệm vụ như cũng khá là đơn giản nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.